Kỳ Thanh Nói xuất hiện. Không khí là khoảng hơn 95% là oxy rồi. Oxy cũng được cho vào các bình thời lạnh. Nhưng mà nguyên tố này cũng hơi độc hại, bởi vì em bé mới sinh mà không có đủ hô hấp đó, là người ta lấy xịt khí oxy vô, mới vỡ lời với em bị độc. Dạ. Những điều lần đầu bật mí có bất ngờ. Bây giờ mọi người hãy tưởng là con nhà người ta là một cái kẻ thông minh hơn mình, chứ gì cũng giỏi hơn mình. Có hay nói là con nhà người ta giống như là ép tượng vàng vô khung đồng vậy, cô hiểu không cô? Điều con muốn nói với những kho kiến thức đáng nể và suy nghĩ chững chạc của bé Minh Khang được phát sóng vào lúc 20:30 thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 trên kênh VTV9.